Kế tiếp mình sẽ quay cây lan càng cua cho mọi người coi ha. Cây lan càng cua này tại sao mình quay nó, trong khi những cái chậu khác nó rất là xum xuê nè. Nè, đây nữa nè. Đây nữa nè. Mình chỉ bỏ vô trong những cái thùng nước sơn cũ thôi. Và mình treo lên. Và mình cũng có nói lần trước đó, mình thích nó là tại vì nó có cái, có cái hoài rất là chắc. Dạ. Mà hãy mà thùng nước sơn này nè, nếu mình để dưới đất á, nó sát dưới đất á, thì nó sẽ bị ẩm ướt và nó bị mục cái đít. Nhưng khi mình treo lên á, thì nó lâu hơn, nó lâu mục hơn, nó lâu hư hơn. Nhưng mà chắc rồi cũng sẽ bị sát rồi bị hư à, một thời gian. Nhưng mà cũng lâu rồi, thấy trồng, thấy lạnh vậy cũng mấy năm rồi. Rồi cái này á, thì mấy cái này thì nó tốt rồi, mình không có nói nó nữa. Nhưng mà cái này nè, mình rất là ngạc nhiên và rất là thích. Tại vì mình trông nó dữ lắm, trông đợi nó lắm. Trông đợi cho nó được trông đợi cho nó được phục sinh lại. Tại vì cấp trước nó chết á, nó mình bứng á, mình bứng, mình ngắt cái lá đó, ngắt lá mình trồng á luôn. Cho nên khi nó bắt đầu hồi sinh lại á, thì hay lắm cái cây ha, khi mình để nó xuống ha. Rồi cho coi nè, cho coi cái mà nó chưa sống nè, nó giống vậy nè. Giờ mình cắm xuống đất cái gì, cắm xuống đất cái gì nó chưa được á, nó làm vậy nè, ha, nó gì nè, nó không có sức sống gì hết á, nó mềm ẹo, nó mỏng dánh ha. Sau một thời gian mình phải chờ nó, đó là phải kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn luôn, phải tưới nước phân cho nó, sao nó sống lại vậy nè. Nè. Đây nè, thấy không? Đó, mình cũng cắm vậy đó. Đó là cái điều hôm nay mình, mấy bữa rày mình thấy. Và mình để ý quay lại đó. Mỗi một cây á, nó bông nó màu khác nhau. Cái này nó có vẻ mỏng mảnh hơn ha. Cái này cái bông màu à, màu tím tím. Đẹp lắm ạ.